Đấy, chị em trong công ty cổ phần Mai Anh. Hôm nay công ty có tổ chức một khóa học đào tạo nhanh về cái kỹ năng quản lý của tất cả chúng ta. Và hôm nay mục đích chính của buổi khóa đào tạo hôm nay là công ty sẽ nhờ bên Tâm Việt, là công ty chuyên về đào tạo lĩnh vực, giải quyết những vấn đề là những cái ý tưởng hay là những cái giải phóng những cái tư duy của tất cả đội ngũ cán bộ. Và chính vì trong cuộc hội nhập của ngành may nói chung và riêng của Hải Anh thì nó ở trong một cái địa bàn rất nhiều công ty may, cho nên cái sự cạnh tranh rất nhiều. Chính vì thế tôi muốn làm sao có được một đội ngũ quản lý. Đội ngũ quản lý này làm sao chúng ta thật chuyên nghiệp từ kỹ năng, từ công việc và từ mọi vấn đề trong cách quản lý của chúng ta. Thực sự ra một khi chúng ta bước vào một cái cuộc hội nhập, một cuộc sân chơi mới, và sân chơi này nó càng ngày càng công việc, thì tôi muốn làm sao tất cả các bạn có chung một ý tưởng cùng với nhà máy để làm sao chúng ta vượt qua những khó khăn của những cái hội nhập hay là những khó khăn của những cái cạnh tranh. Mà khi nó dẫn ra một cái cuộc chơi nó rất khốc liệt thì chúng ta phải theo được, phải bắt nhịp được với những cái cuộc chơi này thì chúng ta mới có thể thành công, cũng có thể là vượt lên. Tôi muốn làm sao tạo dựng cho một Hải Anh là một những nhà máy đứng trong những top mà chúng ta có thể là phát triển của cái tỉnh Hải Dương và của cái huyện Bình Giang nói riêng. Tôi muốn làm sao trong cái khóa học hôm nay tất cả các bạn hãy chú ý, và chúng ta có những sau khi có những cái ý kiến riêng của mình thì chúng ta nên đóng góp những ý kiến và những cái suy tư trăn trở của mình để cùng với Tâm Việt, cùng với tất cả đội ngũ anh chị em hôm nay chúng ta có một buổi học thật là bổ ích. Và làm sao sau cái buổi học hôm nay thì khi chúng ta trở về cái vị trí công việc của chúng ta thì làm sao tôi thấy được mỗi người có một cái cách suy nghĩ hay một cái cách làm việc nó thật là phóng khoáng, và nó có thể là có một cái tư duy mở để làm sao nó đáp ứng được cái công việc, hay là nó rất bổ ích cho công việc hàng ngày của chúng ta. Đấy, thì hôm nay nhà máy cũng tổ chức một cái hội thảo, một cái khóa học ngắn hạn này để giúp để cho tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty Mày Anh này có được những cái thành quả tốt nhất trong sau cái buổi học này. Và tôi chúc tất cả các bạn một buổi học làm sao nó bổ ích và vui vẻ.